khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp vào lúc 12 giờ trưa hôm nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Đài IBC đang được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng internet ibctv.us cũng như trên trang YouTube IBC TV Official. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đi qua phần điểm tin. Iran phóng thích người Anh gốc Iraq sau 6 năm giam cầm. NATO họp các bộ trưởng, người biểu tình kêu gọi thực hiện lệnh cấm bay trên không phận Ukraine. Hai mươi một trẻ em chào đời dưới hầm trú ẩn tại Kiev trong bụng người mang thai hộ. Vận chuyển vũ khí viện trợ của Nhật Bản đến Ukraine. Biên tập viên đài truyền hình của Nga phản đối chiến tranh đã bị nộp phạt 250 Mỹ kim. Đến với phần tin chi tiết đầu tiên ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng đón xem với sứ ngôn viên Tuyết Nha. Thưa quý vị, Iran đã phóng thích người Anh gốc Iran sau 6 năm giam cầm. Nazanin Zahravi Ratcliffe là nhân viên của tổ chức từ thiện người Anh gốc Iran đã bị giam tại đây gần 6 năm được trả tự do và trên đường trở về nước Anh. Thủ tướng Anh Boris Johnson xác nhận bản tin cho biết bản án bất công dành cho Ratcliffe đã kết thúc và bà đang trên đường trở về nước. Press TV của Iran trước đó đưa tin rằng bà Zahravi Ratcliffe đã được trao cho chính phủ Anh nhưng không nói thêm chi tiết. Bà bị bắt tại phi trường Tehran vào tháng 4 năm 2016 trong chuyến bay về Iran gặp gỡ thành viên gia đình, lại bị truy tố tội âm mưu lật đổ chế độ và bị kết án 5 năm tù. Bà và người điều hành công ty Thomson Reuters mà bà làm việc nhiều lần đã bác bỏ cáo giác bà là gián điệp. Tháng 4 năm 2021, bà bị kết án tù lần thứ hai, bị cấm di chuyển vì tội tuyên truyền chống lại nhà nước Iran và tới tháng 10 thì bị bắt bỏ đơn kháng cáo. Zachary Ratcliffe được chính phủ Anh và Tổ chức Ân xá Quốc tế năm 2019 xác định là tù nhân lương tâm, thuộc thành phần cần được bảo vệ. Bà đã 3 lần tuyệt thực trong thời gian bị giam cầm, nỗ lực tìm kiếm sự điều trị khối u ở ngực và chứng tê chân tay. Chồng của bà là Richard Ratcliffe cũng tuyệt thực cùng với vợ. Con gái của hai vợ chồng tên là Gabriella, 22 tháng tuổi, vào lúc mẹ bị bắt giữ, nay đã được 8 tuổi. Phần tin tiếp theo, NATO họp các bộ trưởng, người biểu tình kêu gọi thực hiện lệnh cấm bay trên không phận Ukraine. NATO hôm thứ Sáu đã bác bỏ lời kêu gọi của Ukraine đề nghị xác định vùng cấm bay trên không phận của nước này để chặn hoạt động oanh kích của chiến đấu cơ Nga và cho đây là biện pháp thận trọng để tránh bị Moscow lôi kéo vào cuộc chiến tranh với quốc gia láng giềng. Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg không chấp thuận yêu cầu của Ukraine nhưng hứa hẹn sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt Tổng thống Nga Putin. Ukraine là quốc gia thuộc Liên Xô cũ, muốn gia nhập Liên Âu và NATO, nhưng ý muốn này bị Moscow phản đối vì cho rằng sẽ đe dọa an ninh Nga. Nga đã pháo kích dữ dội các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự, chiếm đóng hai nhà máy điện nguyên tử của Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken cũng đã lên tiếng, khẳng định cam kết sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO, tiếp tục áp dụng thêm biện pháp trừng phạt Putin và cô lập nền kinh tế Nga. NATO đã thực hiện nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế Nga và liên tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine cùng với viện trợ nhân đạo. Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Âu là Joseph Borrell tuyên bố rằng đó là cuộc chiến của Putin và chỉ Putin mới có thể kết thúc cuộc chiến tranh. Hôm thứ Tư, thì Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov tuyên bố sẽ không có trở ngại trong việc tổ chức cuộc gặp giữa Putin và Volodymyr Zelensky, nhưng cuộc gặp chỉ diễn ra để đạt được sự thỏa thuận nào đó thật rõ ràng. Trong khi đó, 21 trẻ em chào đời dưới hầm trú ẩn tại Kiev từ những người mang thai hộ. Tầng hầm trú ẩn để tránh những làn mưa bom pháo kích ác liệt của Nga trở thành nơi trú ngụ tạm thời của 21 đứa trẻ có cha mẹ là người nước ngoài mang thai hộ cho những người phụ nữ Ukraine. Trụ sở tại trung tâm Biotechcom ở Kiev được chuyển tới tầng hầm bê tông vào ngày đầu tiên Nga xâm lược, gần 3 tuần lễ vừa qua. Cách Irpin hơn 9 dặm, một vùng ngoại ô từng là mục tiêu tấn công dữ dội của người Nga, không hề an toàn đối với công dân Canada, Italy hay Trung Quốc đang mang thai dùm cho những phụ nữ Ukraine. Ngay ngày đầu tuần, một phụ nữ 30 tuổi hạ sinh đứa trẻ tên là Lawrence mà bà đã mang thai giúp ở tầng hầm, khi nghe thấy 3 tiếng nổ dữ dội tại địa điểm cách đó chưa đầy một dặm.
Cha mẹ ruột của đứa bé chờ đợi 20 năm qua để có một đứa con chưa biết sẽ nhận bé vào lúc nào. Ukraine không cấm dịch vụ mang thai hộ vì lý do thương mại với giá rẻ hơn nhiều so với những nước khác. Và công ty Biotechcom đã phải tạm ngừng hoạt động vì chiến tranh, chú trọng việc giúp đỡ cho những phụ nữ mang thai và di tản những đứa trẻ sơ sinh tới nơi an toàn. Hiện nay có 6 người dự trẻ chăm sóc 21 em bé. Nhiều người từ chối di tản vì không muốn bỏ rơi các em trước khi giao các em cho cha mẹ ruột. Hoa Kỳ vận chuyển vũ khí viện trợ của Nhật Bản đến Ukraine. Không vận cơ của không quân Hoa Kỳ đã bắt đầu vận chuyển các loại quân trang quân dụng của Nhật Bản tặng cho Ukraine, đánh dấu sự kiện cho thấy lần đầu tiên phi cơ Hoa Kỳ đưa thiết bị của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đến một quốc gia khác. Chiếc vận tải cơ C-17 của Hoa Kỳ hạ cánh xuống căn cứ không quân Yokota gần Tokyo và bốc hàng hóa từ trên 3 chiếc xe vận tải Makoto Oniki, Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố là đã thành công trong việc nỗ lực tìm kiếm sự yểm trợ của quân đội Hoa Kỳ, cho phép sử dụng phi cơ để vận chuyển thiết bị trợ giúp Ukraine, có thể lên đến tới 77 tấn. Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản là Ram Amanyel và Oniki gọi Nga là quốc gia phát xít mới. Thưa quý vị, biên tập viên của đài truyền hình Nga phản đối chiến tranh đã bị bắt nộp phạt. Biên tập viên của đài Channel One Mariana Ovsyannikova đã giơ bích dương phản đối chiến tranh xâm lược Ukraine, làm gián đoạn chương trình phát sóng bản tin trực tiếp trên băng tần truyền hình của chính phủ Nga ngày 14 tháng 3 và đã bị truy tố ngay tại tòa án ở quận Otaskino. Bà phải bị buộc nộp số tiền phạt 30.000 rốt tương đương 250 Mỹ Kim. Đoạn băng phản đối chiến tranh của bà Marina Ovsyannikova đã xuất hiện khoảng vài giây. Thẩm phán Anna Blokhinova đã cho rằng bà Ovsyannikova có tội vì đã tìm cách thực hiện biểu tình phản đối chiến tranh ngay trước màn ảnh của đài truyền hình, nhưng bà không bị kết án. Và sau phán quyết này, bà nói với ký giả bà bị thẩm vấn 14 tiếng đồng hồ nhưng không có luật sư biện hộ, cũng không được phép liên lạc với người thân. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi giới chức thẩm quyền Nga không nên trừng phạt những người thực hiện quyền tự do ngôn luận cá nhân. Tổng thống Ukraine lên tiếng cảm ơn bà đã cố gắng truyền đạt sự thật. Lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny ca ngợi bà là người phụ nữ 43 tuổi có cha là người Ukraine cho biết bà không hề có kế hoạch rời khỏi nước Nga. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Tuyết Nha và Trang Lương sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức nổi bật như huy chương vàng Thế vận hội Belarus chạy sang Ukraine hay Bắc Hàn khởi động việc sản xuất hỏa tiễn và vũ khí nguyên tử cùng những tin tức mới được cập nhật từ Việt Nam và tin tức cộng đồng. Xin mời quý vị đón xem. Trang Lương xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV và xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Tin tức tiếp theo Trang Lương xin được gửi đến quý vị là huy chương vàng Thế vận hội Belarus chạy sang Ukraine phải di tản lần thứ hai. Sau khi bỏ trốn sang Ukraine để thoát khỏi cuộc đàn áp chính trị ở quê nhà ở Belarus, lực sĩ bơi lội Olympic tên là Ali Akasandra Harasimania không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ lại phải di tản một lần thứ hai, và lần này là để đưa gia đình chạy thoát khỏi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Harasimania là 3 lần đoạt huy chương Thế vận hội, đã có mặt trong số hàng ngàn người Ukraine chen chúc tại biên giới Ba Lan khi quân đội Nga tiến vào Kyiv. Vào ngày thứ hai cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, Harasimania và chồng là lực sĩ bơi lội Olympic Yuhan Tsukin thu dọn đồ đạc và lên đường bằng ô tô suốt 12 tiếng đồng hồ mới đến biên giới Ba Lan cùng cô con gái nhỏ và mẹ ruột của cô. Harasimania đang ở Warsaw cùng với gia đình. Harasimania là lực sĩ ưu tú đã chạy trốn khỏi Belarus sau cuộc đàn áp người biểu tình chống bầu cử gian lận để đưa Alexander Lukashenko lên chiếc ghế tổng thống hồi tháng 8 năm 2020. Cô đứng đầu tổ chức đoàn kết thể thao Belarus, nhóm yểm trợ các lực sĩ bị kết án tù hoặc trừng phạt vì quan điểm chính trị của họ, trong đó có Kristina Toshimanokaya, lực sĩ môn chạy nước rút Belarus đã bỏ trốn khỏi làng Thế vận hội Tokyo năm vừa rồi.
Trong khi đó, Nhật Bản dỡ bỏ những biện pháp hạn chế phong tỏa vì COVID-19 từ ngày 21 tháng 3. Nhật Bản cho biết họ dỡ bỏ những biện pháp hạn chế ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo và 17 tỉnh và thành phố. Tokyo đã ghi nhận 10.000 người nhiễm vào ngày hôm qua, giảm 13.6% so với tuần trước. Thủ tướng nước này là Fumio Kishida tuyên bố trong cuộc họp báo, những biện pháp hạn chế được dỡ bỏ từ ngày 21 tháng 3, Nhật Bản sẽ quay trở lại sinh hoạt bình thường vì số người nhiễm COVID-19 đã giảm đi đáng kể. Sau cuộc khởi đầu chậm chạp, chiến dịch tiêm chủng vaccine đã được đẩy nhanh với khoảng 71% dân số lớn tuổi dễ bị tổn thương đã được tiêm liều thứ ba. Trong khi đó, các chuyên viên y tế Nhật Bản cảnh cáo đại dịch COVID-19 vẫn hoàn toàn chưa kết thúc. Bắc Hàn khởi động việc sản xuất hỏa tiễn và vũ khí nguyên tử. Giới chức thẩm quyền Seoul hôm thứ Tư cho hay là Bắc Hàn đã bắn một hỏa tiễn đạn đạo không thành công vì phát nổ trên không trung sau khi được phóng lên. Vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa lần thứ 10 của Bắc Hàn trong năm nay sau lần đầu tiên phóng thử ICBM hồi năm 2017. Tuần qua, thì Nam Hàn và Hoa Kỳ cho rằng Bắc Hàn đã bắn Hwasong-17, được giới phân tích mệnh danh là hỏa tiễn quái vật mà họ đã giới thiệu trong cuộc duyệt binh hồi tháng 10 năm 2020. Theo giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ, thì các vụ bắn thử hỏa tiễn của Bắc Hàn gần đây đánh dấu chính sách leo thang thực hiện các chương trình sản xuất vũ khí của nước này. Tuy nhiên, thì chuyên viên quân sự cho rằng vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn hôm thứ Tư đã kết thúc với sự thất bại thảm hại, cho thấy một quả cầu khói màu đỏ xuất hiện ngoằn ngoèo trên bầu trời và các mảnh vỡ rơi xuống gần thủ đô Bình Nhưỡng. Tính tổng cộng, Bắc Hàn đã 3 lần bắn thử ICBM Hwasong-15, được cho là có thể bắn tới Washington của Hoa Kỳ. Các nhà phân tích thời sự cũng cho rằng Bình Nhưỡng có thể phải thực hiện thêm 3 lần thử nghiệm nữa trước ngày 15 tháng 4 mới hy vọng đạt đến sự thành công chương trình sản xuất ICBM. Hoa Kỳ và đồng minh đã lập một đội đặc nhiệm nhắm mục tiêu tới giới tài việt của Nga. Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã thành lập lực lượng đặc nhiệm đa quốc tế để trừng phạt giới tài việt của Nga, gia tăng hợp tác trong việc phong tỏa tài sản trong lúc các nước phương Tây tăng cường áp lực lên Moscow vì đã xâm lược tới Ukraine. Đại diện của Australia, Canada, Ủy ban Âu Châu, Đức, Italy, Pháp, Nhật và Anh đã họp với Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ là Janet Yellen lẫn Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Và những nước đồng minh đều đồng ý thu thập, chia sẻ thông tin về giới tài phiệt Nga để tăng cường chế tài, phong tỏa, tịch thu tài sản và giải quyết. Hoa Kỳ cung cấp danh sách 50 cá nhân ưu tiên đối với Hoa Kỳ. Bộ Ngân khố cho biết họ tiếp tục công bố 28 cái tên trong danh sách, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Hoa Kỳ và đồng minh cũng áp đặt một số đợt chế tài như là nhắm vào giới tài phiệt và giới chức Nga từ khi Nga đã tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraine cách đây 3 tuần trong cuộc tấn công lớn nhất vào một nước Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai tới nay. Phần tin tức mới được cập nhật từ Việt Nam. Cộng sản Việt Nam chặn người dân tham dự hội chợ từ thiện giúp Ukraine. Tin của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế từ Bangkok cho hay, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ngăn chặn các nhà dân chủ tham dự hội chợ từ thiện tổ chức tại Hà Nội để gây quỹ giúp cho người dân Ukraine đang bị Nga tấn công. Hội chợ này được Tòa Đại sứ Ukraine tổ chức tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 3. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đặt văn phòng tại Bangkok của Thái Lan cho rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam thường xuyên vi phạm quyền tự do đi lại, kể cả các quyền căn bản khác, tùy tiện bắt giữ các nhà hoạt động, người bất đồng chính kiến, quản chế họ tại tư gia vô thời hạn, sách nhiễu và chặn họ tham dự các cuộc biểu tình, gặp gỡ các viên chức ngoại quốc. Đôi khi thì công an bắt giam họ trong thời gian ngắn để họ không thể tham dự các sự kiện chính trị xã hội được tổ chức tại các địa phương. Theo như ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chỉ trích nhân viên an ninh Việt Nam thường hạn chế di chuyển của các nhà hoạt động, ngăn họ rời khỏi nhà để tham dự các sự kiện. Mới đây là việc áp dụng các biện pháp trấn áp, ngăn cản mọi người có thể hiện sự ủng hộ cho người dân Ukraine. Việt Nam cho phép du khách nước ngoài tự do đi lại với điều kiện phải âm tính với COVID-19. Giới chức Bộ Y tế cho biết rằng họ yêu cầu đối với du khách nước ngoài nhập cảnh là có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 thì sẽ được tự do đi lại. Xét nghiệm cho kết quả âm tính phải thực hiện trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam. Đây là chính sách được ban hành với mục đích vực dậy ngành du lịch trị giá 32 tỷ Mỹ Kim đã bị sụt giảm trầm trọng trong suốt 2 năm bùng phát đại dịch vừa qua. Việt Nam đồng thời cho biết phải khôi phục lại chính sách miễn chiếu kháng nhập cảnh 15 ngày dành cho công dân 13 nước như Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Nam Hàn, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus. Mặc dù đất nước 97 triệu dân vẫn tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 200.000 người một ngày, giới chức y tế cho rằng đại dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát với số bệnh nhân qua đời và vào bệnh viện ở mức thấp.
Hướng dẫn được ban hành một ngày sau khi Việt Nam công bố việc mở cửa hoàn toàn để đón tiếp du khách nước ngoài đến đây. Phi trường John Wayne tăng số lượng hành khách đến và đi. Sau 2 năm bùng phát đại dịch COVID-19 làm tê liệt và đình trệ các chuyến du lịch bằng đường hàng không, phi trường John Wayne JWA đang phục hồi hoạt động nhanh hơn dự đoán, với số lượng hành khách ra vào hồi tuần qua tăng hơn 2% so với cùng giai đoạn của năm 2019. Rick Francis, giám đốc lâm thời của phi trường hôm thứ Ba cho biết, kể cả khi hoạt động kinh doanh phục hồi chậm chạp, thì số lượng hành khách ra vào trong toàn quốc vẫn vào khoảng từ 80-85% so với năm 2019. Trong 2 năm 2018 và 2019, phi trường John Wayne ghi nhận hơn 10.6 triệu hành khách đi và đến mỗi năm, giảm gần 4 triệu trong năm 2020 và tăng lên 7.7 triệu người vào năm rồi. Theo giám sát viên của quận Cam là Lisa Ballett, thì John Wayne năm rồi đã đưa thêm 3 hãng vận chuyển mới, gồm có Allegia, Giant Air, Sun Country Airlines, Air Canada vào hoạt động tại phi trường. Thưa quý khán thính giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt, IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dự thảo đến từ thiên nhiên đã giúp cho cả gia đình được khỏe mạnh. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc tới số phone là 714-892-5717 để biết thêm chi tiết. Vâng, và cũng xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. B&T Insurance có 3 địa điểm chính tại Bosa, thành phố Westminster, California, số phone là 714-531-3100, tại Garvey Avenue, thành phố Rosemith, California, số phone là 626-999-5865, và địa điểm thứ 3 tại Valley Boulevard, thành phố San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuyết Nha và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chúc quý vị một ngày thật nhiều an lạc và sức khỏe.